Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thanh Hóa lập đường dây nóng xử lý ô tô chở khách vi phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong những ngày giáp Tết. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa và Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch phối hợp quản lý tổ chức vận tải và kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe chở khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu xuân 2023. Ngoài công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các đơn vị đã triển khai kế hoạch nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hành khách. Các đơn vị đã lập đường dây nóng ở cấp tỉnh để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp Tết từ 28 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2023. Cụ thể, số điện thoại thanh tra Sở Giao thông Vận tải 02373912806 và số điện thoại Phòng Cảnh sát Giao thông 02373853085. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo các quy định hành khách đi tàu Tết Quý Mão năm 2023 cần lưu ý để tránh không được lên tàu, nhỡ tàu. Cụ thể, đường sắt tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa ra vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu. Vì vậy, hành khách cần mang theo vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính, trẻ em mang theo giấy khai sinh. Hành khách nên có mặt tại ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão, trật tự công cộng giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc, lực lượng chức năng các phường xã đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để kinh doanh buôn bán. Những ngày này, tuyến đường Lê Hoàn, khu vực trước bờ hồ Thanh Quảng trở thành nơi bán hoa, đồ trang trí ngày Tết. Kéo theo đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa. Vào giờ cao điểm, phương tiện của người mua hàng dựng ngay dưới lòng lề đường gây cản trở ùn ứ giao thông. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị trước trong và sau Tết Nguyên đán, Ủy ban dân phường Ba Đình đã bố trí các tổ công tác cắm chốt tại các điểm có nguy cơ lấn chiếm và ùn tắc để hướng dẫn phân luồng giao thông, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với các cái địa điểm mà được thành phố thống nhất vị trí cho bán các cái đồ trang trí Tết, thì chúng tôi phân công các lực lượng kể cả ngày lẫn đêm để tập trung duy trì để nhằm phục vụ bà con vui xuân đón Tết trong cái không khí vui tươi phấn khởi và đảm bảo an toàn. Cũng tại khu vực đường Lê Hoàn, đoạn từ tượng đài Bác Hồ đến nhà thi đấu thể thao được Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa cho phép kinh doanh chợ hoa cây cảnh. Đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, nhất là những ngày cận Tết. Để tránh tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm, chính quyền địa phương đã tổ chức đến từng hộ dân ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để buôn bán kinh doanh. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 45 đoạn qua các phường Phú Sơn, Đông Tân, Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, các xe ô tô tập kết hàng hóa dừng đỗ lấn chiếm gần hết phần đường của người tham gia giao thông. Hai bên đường, các hộ kinh doanh bày bán hoa cảnh ngay dưới lòng đường. Người dân thản nhiên dừng đỗ tràn lan gây ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng cứ ra quân dẹp được thời gian ngắn thì người dân lại vi phạm. Vì vậy, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp cứng rắn đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và chúng tôi sẽ xử lý các hành vi vi phạm. Khi mà tuyên truyền vận động không thực hiện, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý, không để tình trạng diễn ra là tái cái lấn chiếm lòng lề đường. Vẫn biết vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, việc kinh doanh mua bán trao đổi hàng hóa của người dân là nhu cầu thiết yếu và chính đáng. Tuy nhiên, việc phục vụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt vẫn phải đảm bảo an toàn và đúng luật. Vì vậy, mỗi người dân cần nghiêm túc thực hiện quy định không chiếm dụng lòng lề đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán để đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo trật tự an toàn cho bản thân và mọi người. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.